Thế giới marketing là nơi chúng tôi chia sẻ những kiến thức chúng tôi học được trên các website lớn trên thế giới về marketing và ứng dụng cho thị trường Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với thế giới marketing. Chào mừng toàn thể các bạn đến với video tiếp theo. Như trong video thứ 2, chúng ta đề cập đến tất cả các phương thức truyền thông online, các công cụ để marketing online theo cái hệ sinh thái, chúng ta phân loại theo hệ sinh thái. Thì hôm nay chúng ta sẽ phải phân biệt giữa khái niệm của kinh doanh online và kinh doanh offline, những điểm giống nhau và khác nhau, để các bạn thấy rằng đôi khi kinh doanh online và offline nó gần như là không khác nhau quá nhiều, nó chỉ đơn thuần khác nhau về cái môi trường hoạt động, chứ còn mọi thứ của nó là tương đồng và được mô phỏng giống nhau. Đấy, thì để so sánh với kinh doanh online và offline, đầu tiên chúng ta thống nhất tiêu chí này. Bản chất thì cái thằng kinh doanh online ấy, nó chỉ đưa một số thứ nó lên thôi, chứ còn vẫn dựa vào cái offline rất nhiều. Ví dụ như sản phẩm phải offline, rồi cửa hàng phải offline, nó sự phối hợp các thứ bên trong. Nhưng ở đây ta đề cập đến cái kinh doanh online, tức là chỉ đơn thuần là những người bán hàng online nhỏ và lẻ thôi, chứ không phải những doanh nghiệp kiểu vừa kết hợp online và offline, giống như Thế Giới Di Động hay giống như là FT Shop, Sendor, vân vân. Chúng ta đề cập đến khái niệm phía sau. Thì đầu tiên ấy, kinh doanh offline và kinh doanh online nó rất là giống nhau. Bây giờ mình sẽ mô phỏng cho các bạn biết. Ví dụ bây giờ các bạn cần mở một cửa hàng bán giày nữ gì chẳng hạn, bán giày cao gót cho nữ hoặc là bất kỳ sản phẩm mà giày dép cho nữ, thì các bạn sẽ bắt đầu nhà. Đầu tiên ấy, bạn sẽ bắt đầu việc tìm kiếm một cái cửa hàng. Mình muốn nói là tìm kiếm để thuê cửa hàng nhé. Thuê cửa hàng có địa điểm khác nhau, tí mình sẽ nói tại sao khác nhau. Đầu tiên bạn phải cần tìm kiếm một cái cửa hàng. Thì trên mạng cũng vậy thôi. Đầu tiên bạn cần phải sử dụng một website. Website trên mạng ấy, bạn ấy, nó chính là cửa hàng offline của bạn. Đấy, nó chính là một cửa hàng offline của bạn. Thứ hai ấy, là bạn bắt đầu đưa cái sản phẩm của cửa hàng đấy. Đấy, các bạn đưa sản phẩm giày dép vào, các bạn bắt đầu trang trí cửa hàng đấy. Thì trên mạng nó cũng y như vậy. Khi có website rồi, các bạn đăng nội dung lên website đấy, các bạn phải đăng sản phẩm lên website đấy, thì ấy, nó giống y như việc các bạn cho sản phẩm của bạn vào cửa hàng của bạn thôi. Trên online các bạn cũng phải cho cái viết, bắt đầu viết nội dung lên website, giống như trai như làm đẹp cùng Hà vân, sau khi họ bắt đầu đăng sản phẩm lên, họ bắt đầu viết nội dung hữu ích cho người dùng. Thì đấy, nó giống như việc bạn trang trí cửa hàng thôi. Trên website thì bạn phải điều hướng mà phải thiết kế ban đầu, bạn viết mọi thứ cho tung bừng lên, cho đẹp lên. Thì giống như việc bạn đưa sản phẩm vào cửa hàng và trang trí cửa hàng. Sau khi chúng ta hoàn thiện bước mà có website, ta đăng nội dung website đầy đủ, người dùng vào và đọc thông tin này, đọc thông tin nọ, đọc thêm thông tin chúng ta, đọc thông tin sản phẩm, đọc thông tin hữu ích cho họ về tư vấn, thì cửa hàng cũng vậy, họ vào họ nhìn thấy sản phẩm được bố trí đẹp, họ nhìn thấy catalog, họ thử quần áo vân vân. Thì đấy là bước setup cơ bản nhất để kinh doanh online của ta, và nó giống y nhau. Nhưng bây giờ ấy, là điều khó hơn, tức là địa điểm và công cụ marketing online. Đấy, thì ấy, marketing online ấy, đầu tiên để mở một cửa hàng nữ ấy, cửa hàng bán thời trang cho nữ, bán giày dép cho nữ, thì chúng ta phải đặt mục tiêu là cái địa điểm chúng ta thuê ấy, nó phải cực kỳ gần đối tượng khách hàng của chúng ta, như là nó phải có nơi khách hàng chúng ta đi qua hàng ngày, đi qua hàng ngày. Đấy, thì bây giờ bạn là người bán cái giày nữ, thì các bạn đặt mục tiêu là ta phải mở tại cái chỗ nào ấy mà nó gần với nơi công sở, nhưng công sở đấy là nữ. Đấy, chứ các bạn không thể mở cạnh một cái nơi gọi là gần toàn nam giới được. Cái tần suất họ sẽ mua để tặng quà cho bạn gái hay cho vợ là rất thấp. Đấy, thế nên này, chúng ta có hai tiêu chí khi bạn chọn một địa điểm. Đầu tiên là địa điểm đấy phải nhiều người qua lại, và thứ hai ấy, địa điểm đấy, những người qua lại đấy phải là những người liên quan đến sản phẩm của chúng ta, mà gọi là những khách hàng mục tiêu của chúng ta. Đấy, thì các bạn phải chọn một cái địa điểm rất là đẹp. Đấy, ý là rất là đẹp, đáp ứng tiêu chí đó là gần đối tượng nữ của bạn, mà càng đi qua lại càng nhiều càng tốt. Ví dụ bạn đang tới sinh viên, bạn có thể mở tại cái địa điểm gần trường đại học. Đấy, rất nhiều sinh viên nữ là hàng những trường như là trường sân khấu điện ảnh hay trường học báo chí tuyên truyền. Đấy, thì địa điểm thì ấy, sau khi các bạn ở trên online nó giống y như vậy, nhưng là sau khi các bạn có website, có nội dung rồi, thế thì có website, có nội dung vào rồi thì làm sao mà bán được hàng? Phải thu hút người vào bán được hàng đúng không? Đấy, phải thu hút người vào thì người ta mới dùng những công cụ marketing online
như là Facebook Ads, SEO, Google AdWords. Thế làm sao để chúng ta biết rằng ấy, cái công cụ chúng ta dùng nó đã lừa đối tượng khách hàng chính xác vào? Giống như chúng ta thuê địa điểm này, chúng ta thuê ở nơi văn phòng toàn công sở nữ chẳng hạn, đấy hay chưa, toàn nữ đi qua. Thì online như vậy, chúng ta phải đảm bảo được rằng cái đối tượng khách hàng chúng ta đang vào nó là nữ. Thế chúng ta đảm bảo thông qua cái việc như nào? Mình nói này, đầu tiên ấy là về SEO, các bạn có thể đảm bảo thông qua việc viết nội dung, tức là thẻ SEO, tức là người ta bắt đầu tìm kiếm và đến website của bạn khi bạn đẩy tốt từ khóa lên. Thế thì đẩy tốt từ khóa là gì? Là thông qua nội dung của bạn. Một website của bạn viết nội dung toàn về cho nữ, đấy, ví dụ như cách chọn giày cho nữ, cách chọn giày giả hội hay tất cả những thứ như vậy. Thì khi các bạn đẩy tốt lên thì các bạn phải chọn những từ khóa liên quan đến cái đối tượng khách hàng của bạn. Ví dụ khi người ta search là cách chọn giày đi dạ hội, cách chọn giày dự tiệc vân vân ấy, thì chắc chắn đối tượng khách hàng đấy là đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn rồi. Tại vì những người search những từ đấy đa phần là nữ, đến 99% là nữ làm rất ít khi search. Thế nó bắt đầu bo được đối tượng khách hàng chính xác. Thế online và offline nó giống nhau ít như vậy. Các công cụ marketing online nó thông minh ở chỗ này, nó bo được đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn chính xác. Ví dụ như SEO, nó sẽ bo qua từ khóa. Bộ qua từ khóa, ví dụ bạn chọn lọc từ khóa để bạn làm SEO, và sau đó từ khóa thì ví dụ như là giày nam đẹp, giày nữ đẹp, mua giày nam đâu, mua giày nữ ở đâu, thì chắc chắn cái người search như vậy họ có nhu cầu mua giày rồi đấy, mà họ quan tâm sản phẩm của bạn đấy, thì nó giống như địa điểm của bạn hay là bạn đặt thôi. Nên tại sao địa điểm của cửa hàng khác nhau đấy, địa điểm nó liên quan cũng mấy thứ khác nhau. Chúng ta sẽ bỏ qua những cách marketing offline như đi phát tờ rơi, như đi nhân viên PA tận cửa hàng, nhân viên PA đến tận trường nào này làm thế kia, cái chuyện gì này. Việc đấy quá tốn kém và việc đấy không phù hợp, mà mình cho rằng cái lợi thế lớn nhất của nó ấy, đó là địa điểm tốt, tự đi ăn luôn đấy khi tiếp cận, thì nó tương đồng với việc marketing online. Ví dụ bạn dùng Facebook Ads thì bạn sẽ bo hẹp đối tượng khách hàng của bạn rất dễ. Khi bạn bo bằng địa điểm, bạn bo bằng sở thích, bạn bo bằng rất nhiều thứ họ nữa, thì nó đưa ra cái đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn chuẩn đấy. Thì online và offline hay như vậy. Thế thì nhắc lại cái chuyện địa điểm này, tại sao địa điểm này là một công cụ marketing online offline kinh khủng như vậy? Thì mình đã kể cho mọi người nghe câu chuyện ở video đầu tiên. Marketing là gì? Là cái người sáng lập ra Magna, thì ông ta đến trường Harvard, ông ta bảo là thế thì tôi đang kinh doanh cái gì? Rất nhiều sinh viên trường Harvard bảo ông kinh doanh thức ăn nhanh, nhưng mà kinh doanh cái gì? Nhưng ông ta bảo không, tôi không kinh doanh thức ăn nhanh, một thứ tôi kinh doanh duy nhất nó là bất động sản. Thì ông ta chọn những ngã tư biệt nhất đấy, đặt cái hàng McDonald's đấy. Thế thì không ít thì nhiều, nó tiếp cận được rất nhiều người qua ở đấy. Nhưng các bạn thấy tất cả bọn Tây nó đầu tư ở đây đấy, tất cả cửa hàng KFC vân toàn chọn những ngã tư đường đẹp nhất đấy. Đấy lợi thế của địa điểm được kia. Còn trên online thì thôi, chúng ta tăng cái người đi qua các website chúng ta, tức là website trên mạng muốn bán được hàng phải có người dùng, người vào trước đấy, có người vào trước, và sau đó các người vào đấy cũng phải liên quan đến cái sản phẩm chúng ta đang bán, tức là đối tượng khách hàng chúng ta, đối tượng khách hàng mục tiêu. Thế nên bây giờ rất nhiều người ảo tưởng rằng cái việc mà chúng ta làm là gì, cứ dựng một website lên rồi người ta tự hoàn tâm không, người ta không đơn giản. Chúng ta sẽ nói phần hai khác nhau nhỉ. Đầu tiên ấy, khác nhau là chi phí để mở một cửa hàng offline là rất cao, mình chỉ nói là rất cao ở chỗ là nó phải tiêu tốn ít nhất của bạn là 10 triệu một tháng, hoặc là ít nhất là 18 triệu một cửa hàng, rẻ nhất cũng phải 3 triệu, còn lại chưa nói đến các chi phí nhân viên và thứ nữa. Đấy là chi phí hàng tháng luôn nhé, còn chi phí nhập hàng, chi phí vòng quay tiền mặt vân vân, rất nhiều thứ sẽ bóp chết bạn luôn đấy. Đấy, thứ hai cái khác, cái kinh doanh online hay cái này, chi phí của nó rất là thấp. Để mở một website, nói thật bạn có thể làm miễn phí trên Blogspot, WordPress hay Webpy, rất nhiều nền tảng website miễn phí thì bạn chả cần đồng nào, bạn có một cái gọi là địa điểm kinh doanh ở trên mạng. Thế thì chính vì cái việc mà cái chi phí kinh doanh để bắt đầu ấy, hay để thâm nhập thị trường kinh doanh online nó thấp như vậy đấy, thế nên là rào cản gia nhập của nó là không ai có thể gia nhập mặt hàng online được. Thế nên vô tình nó tạo ra một thứ như vậy, khi một thứ gì nó càng dễ tiếp cận, càng nhiều người nhảy vào thì cạnh tranh nó càng cao. Cạnh tranh online là cạnh tranh gì?
cạnh tranh của online hay cạnh tranh về truyền thông? Mình sẽ nói cạnh tranh về truyền thông rất cao. Tức là bây giờ bất kỳ ai cũng có thể lập được website, một người có thể lập được 100 website, thì nói một người lập 1 website. Thế nên ấy, nó sẽ tạo ra một cái mô hình này, càng nhiều website thì người dùng, ý là càng khi mà số lượng website càng nhiều thì để mỗi website tiếp cận được người dùng càng khó. Tức là cái cạnh tranh online cực kỳ khó luôn. Tại vì hồi xưa có 4-5 thằng làm cạnh tranh online với nhau thôi, nhưng bây giờ trong một ngành ấy nó có thể hàng trăm hàng nghìn thằng cạnh tranh với nhau. Tại vì ông cá nhân nó không mở được, cái thằng doanh nghiệp nhỏ nó mở được, thành ra mình nhớ cũng chơi được. Thế nên khi một cái gì nó càng dễ tiếp cận cạnh tranh càng cao lên, thì đấy là cái khó nhất của online. Online thì cạnh tranh cực kỳ cao, mình sẽ nói cạnh tranh cực kỳ cao. Các công cụ online như SEO, Facebook, Ads, Google Ads cạnh tranh cũng rất cao. Thế tại sao chúng ta lại nói như thế này? Tại vì này, các bạn nhìn thấy tổng quan cái kinh doanh online, offline nó chỉ là mặt thể hiện khác nhau thôi, nó chỉ khác nhau mặt thể hiện. Còn đi lên online thì nó cũng giống như vậy. Thêm nữa mình nói ở đây nữa, chính mình cái tiếp cận marketing, tiếp cận cái việc mà kinh doanh online nó dễ như vậy. Tức là có một website biết bác bọn nó bảo rằng bọn nó có thể tạo ra bao nhiêu tỷ cho khách hàng một năm. Thực ra lấy đích ra bao nhiêu tỷ, mình chỉ nói các bạn vậy. Các bạn có một website, các bạn bán hàng luôn, các bạn quá thần kỳ. Mà những cái kẻ làm, những thằng làm truyền thông online nhưng mình sẽ thất nghiệp chết luôn. Tức là gì? Nếu các bạn có một website, tự bán hàng thì quá thần kỳ luôn rồi. Đấy, quá thần kỳ luôn rồi. Thế nên này, đấy là bố láo. Bố láo tức là này, bạn có một website, đó là chuyện rất bình thường, rất dễ, thậm chí chi phí không đồng mà bạn có sẵn. Nhưng bạn bán hàng trên đấy, bạn phải tốn rất nhiều tiền. Mình chỉ nói là phải tốn không ít tiền vào cái mục marketing online rồi. Đấy, nó giống như tiền mà thuê địa điểm này. Nhưng marketing online nó hay, nó có thể tự làm được, hoặc chi phí bắt đầu nó thấp nếu bạn có trình độ rồi, mình chỉ nói như vậy. Đấy, chứ còn không phải biết là một website mà bán hàng đâu. Đấy, video này mình dành cho ai? Video này nó thật là mình dành cho bạn mới tiếp cận online là một. Thứ hai là với những người mà đang cao tuổi rồi. Đấy, thì vì đôi khi chúng ta bị, phải nói là chúng ta bị bận một số cái, chúng ta không nhìn rõ bức tranh của nó. Tương ra quá trình tiếp cận của nó khiến chúng ta cảm thấy bối rối hoặc không thấy hiệu quả như mong muốn. Thì đây là tổng thể một cái bức tranh kinh doanh online và offline. Còn bây giờ chúng ta làm gì? Ở Việt Nam thì đa số doanh nghiệp trạng SME, tức là Small and Medium Enterprise, doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc doanh nghiệp cực nhỏ, mà chỉ nói doanh nghiệp cực nhỏ, thì họ thường thường kết hợp với hai hình thức này. Như là chúng ta vẫn có cửa hàng, chúng ta vẫn kinh doanh online, khách hàng đến xem, ok, chúng ta bán hàng. Đấy, thì cái online và offline nó có từng cái khó khăn nhau. Nhưng cái khác nhau tiếp theo mà mình muốn đề cập đến cho các bạn nhớ thêm, đó là địa điểm này là bị giới hạn. Giới hạn, tức là địa điểm đẹp nó chỉ có giới hạn thôi. Địa điểm đẹp offline nó chỉ có giới hạn thôi. Bạn muốn tìm địa điểm đẹp thôi, không có, người ta thuê được rồi. Đấy, nhưng online ấy, thì cái địa điểm đẹp của nó cũng bị giới hạn. Giống như bạn sale trong, bạn thấy không, sale trong top 10 có 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 vị trí thôi, nên đâu là nhiều, thì nó cũng bị giới hạn cái điểm đẹp này. Nhưng nó hay hơn là cái mức giới hạn của nó ấy, ở trong một cái biên độ giao động cao hơn rất nhiều. Ở biên độ giao động cao hơn, tức là nó có hàng nghìn từ khóa mà bạn thể tiếp cận, giúp cái hàng tiêu tiếp cận chính xác website của bạn. Đó, thì thông qua đây ấy, mình muốn đề cập đến này. Thứ nhất ấy, nó là kinh doanh online cực kỳ dễ tiếp cận, nó giống như bạn đang sẽ làm một cửa hàng online thôi. Nhưng kinh doanh online cực kỳ cạnh tranh, mình sẽ nói cạnh tranh cực kỳ cao luôn, và nó là xu hướng. Thế còn xu hướng tiếp theo gì? Xu hướng tiếp theo là nền tảng mobile khi mọi người chuẩn đấy. Nên các bạn đừng mơ rằng có một website các bạn bán hàng nhiều được quá thần kỳ, một website là 1 triệu, một website là 500 nghìn. Đấy, mình có thể làm được khoảng 1000 website thì mình nói là 100 website. Đấy, một website không bán hàng được. Đây là công cụ marketing online đánh nhau chết luôn. Đấy, thì chúng ta thống nhất thông qua cái này trước, và trong video tiếp theo chúng ta sẽ đề cập đến các khái niệm về nguồn traffic, khái niệm về phân biệt giữa hiệu quả các phương pháp truyền thông online. Xin thành cảm ơn các bạn. Để xem video tiếp theo, các bạn ấn vào subscribe dưới đây.